Thoái hóa khớp gối, lên ăn gì, kiêng gì? Thì đây là một cái câu hỏi chung của rất là nhiều các cô bác. Bởi vì chế độ dinh dưỡng thì nó sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình mà giúp cho các cô bác chúng ta cải thiện được cái bệnh lý về thoái hóa khớp gối. Tuy nhiên, bên cạnh cái việc là tuân thủ theo những cái nguyên tắc cơ bản, thì những người khi mà chúng ta đang bị thoái hóa khớp gối rồi, chúng ta nên ăn gì nó còn phụ thuộc phần lớn vào cái thể trạng cũng như là cái tình trạng bệnh lý của mỗi người khác nhau. Vì vậy, trong cái video này, Dì Xê Lan sẽ gợi ý cho mọi người về những cái loại thực phẩm mà có lợi cho bệnh lý thoái hóa khớp gối để giúp cho các cô bác chúng ta có thể là tự chọn lọc và chúng ta áp dụng vào trong cái thực đơn của riêng mình một cách tốt hơn. Thế thì những cái người khi mà chúng ta đang bị thoái hóa khớp gối rồi thì chúng ta nên tăng cường ăn nhiều những cái loại thực phẩm mà trong đấy nó chứa nhiều những cái chất chống viêm, những cái chất chống oxy hóa, rồi các cái dưỡng chất mà có lợi cho cái xương khớp, chẳng hạn như canxi, vitamin D, vitamin K chẳng hạn. Cụ thể về các loại thực phẩm mà các cô bác chúng ta nên ăn và nên thêm vào cái chế độ ăn uống hàng ngày thì nó sẽ bao gồm, đầu tiên đó là các loại cá béo. Các cái loại cá béo ở đây thì có thể là nó bao gồm là cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá trích, cá mòi này. Đấy, tùy cái điều kiện của chúng ta, mọi người có thể lựa chọn cái loại cá để chúng ta ăn phù hợp. Bởi vì là trong các loại cá béo này thì nó chứa cái hàm lượng omega 3 rất là cao, và đặc biệt nó còn chứa protein và nó chứa ít cái cholesterol thôi. Bổ sung các loại cá này vào trong thực đơn ăn uống hàng ngày, nó sẽ giúp cho các cô bác có thể kiểm soát được cân nặng của mình tốt hơn, từ đó giảm bớt đi cái áp lực lên phần khớp gối, giảm cái tình trạng chúng ta bị đau. Đặc biệt nó cũng giúp cải thiện cái tình trạng viêm nhiễm và giúp giảm thiểu nguy cơ chúng ta bị bệnh gút rồi gai đốt sống, và các cô bác sẽ thấy là cái tình trạng đau khớp gối của mình nó sẽ được cải thiện tốt hơn. Tiếp theo, cái loại số 2 mà chúng ta cũng nên ăn đó chính là các cái sản phẩm từ sữa. Thế thì sữa và các cái sản phẩm từ sữa thì đây chính là cái nguồn mà cung cấp cho chúng ta cái canxi này, cung cấp cho chúng ta cái nguồn protein vô cùng dồi dào, và nó sẽ giúp cho các cô bác bị thoái hóa khớp gối có thể cải thiện được cái tình trạng viêm nhiễm và củng cố cái xương khớp chắc khỏe hơn. Bên cạnh đó thì các loại thực phẩm này nó còn chứa nhiều magie, vitamin D, vitamin K, và nó sẽ rất có lợi cho cái việc là giúp duy trì thể trạng sức khỏe của các cô bác trong cái quá trình mà chúng ta điều trị. Một số các cái sản phẩm từ sữa mà các cô bác anh chị chúng ta có thể bổ sung thêm vào trong cái thực đơn khi mà chúng ta bị thoái hóa khớp gối hay là đau khớp gối ấy, thì nó sẽ bao gồm là sữa chua đấy, nhưng mà chúng ta nên chọn cái loại sữa chua không đường nha. Và mọi người có thể ăn thêm phô mai cũng được. Loại thực phẩm số 3 cũng nên ăn đó là các loại rau lá màu xanh đậm. Thế thì các loại rau mà lá màu xanh đậm như là cải bó xôi này, cải ngọt này, cải canh rồi bông cải xanh các thứ ấy, thì nó rất là tốt cho những người mà chúng ta đang bị thoái hóa khớp gối. Bởi vì trong đấy thì nó thường là nó chứa rất là nhiều cái canxi, magie, vitamin C, vitamin E, vitamin K, và nó chứa cả cái polyphenol và cái flavonoid. Những cái dưỡng chất này nó vừa có khả năng là giúp cho chúng ta cải thiện tình trạng viêm nhiễm, giúp củng cố cái chất lượng của xương khớp, và nó vừa góp phần là giúp bảo vệ chúng ta khỏi các cái biến chứng nguy hiểm như là mất xương, gút hay là u nang sau gối. Một cái loại thực phẩm thứ tư nữa mà các cô bác cũng có thể là thêm vào chế độ ăn uống đó chính là củ tỏi. Mỗi tội là khi mà chúng ta ăn tỏi thì nó hơi hôi miệng một tí thôi, chứ còn trong đấy nó rất là giàu những chất chống oxy hóa như là allicin này, sunfu, rồi polyphenol. Và những chất này có trong tỏi, nó vừa giúp chúng ta hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm tại khớp, nó vừa có khả năng nó hỗ trợ cái cơ thể của chúng ta có thể là phân giải và chuyển hóa những chất béo. Do đó, khi mà chúng ta ăn tỏi thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm giảm được cái cường độ, cái tần suất của các cơn đau do thoái hóa khớp gối gây ra. Đồng thời thì nó sẽ tạo cái điều kiện cho cái quá trình giảm cân của chúng ta diễn ra hiệu quả hơn. Khi mà cái cân nặng của chúng ta được kiểm soát tốt thì lúc đấy cái cơ thể của chúng ta nó giảm đi trọng lượng rồi, nó sẽ giảm bớt được cái áp lực lên cái phần khớp gối. Vì vậy cái đau khớp gối nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Và thứ năm là các cái loại hạt chúng ta cũng có thể là thêm vào chế độ ăn uống. Chẳng hạn như hạt điều, óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ, hạt maca này, thì trong đấy nó rất là giàu như chất xơ, như cái canxi, magie, kẽm rồi vitamin E. Nó có lợi cho sức khỏe tổng thể cũng như là cái chất lượng xương khớp của chúng ta. Ngoài ra thì trong các loại hạt nó còn chứa cái axit béo ALA. Đây chính là cái dưỡng chất mà có tác dụng giúp cho chúng ta kháng viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp kích thích cơ thể sản sinh ra collagen, góp phần là củng cố cho các cái mô liên kết tại xương. Vì vậy, bổ sung thêm các loại hạt vào trong chế độ ăn uống thì các cô bác bị thoái hóa khớp gối hay là đau khớp gối, chúng ta có thể cải thiện được cái sức khỏe của xương khớp và cái khả năng chống chịu trước ảnh hưởng của cái tình trạng thoái hóa khớp gối này. Tiếp theo, cái loại thực phẩm số 6 mà các cô bác cũng có thể là thêm vào chế độ ăn uống đó chính là các cái loại quả mọng. Các loại quả mọng như là quả dâu tây, quả việt quất, quả mâm xôi, cherry, rồi quả nho này, trong đấy nó rất là giàu những chất chống oxy hóa, chẳng hạn như là anthocyanin.
Những cái dưỡng chất này thì nó sẽ có tác dụng là giúp chúng ta kiểm soát được cái tình trạng viêm nhiễm tại vùng khớp gối do cái thoái hóa khớp gây ra, và nó sẽ hỗ trợ cho các cô bác có thể cải thiện được cái tình trạng bệnh rất là tốt. Ngoài ra thì các cô bác chúng ta cũng có thể ăn thêm các loại trái cây có múi như là quả bưởi, quả cam, quả quýt này. Đây chính là cái nguồn mà cung cấp cho chúng ta cái vitamin C và cái chất xơ vô cùng dồi dào. Nếu cái vitamin C nó có khả năng là hỗ trợ làm dịu các cái cơn đau do viêm nhiễm tại vùng khớp gối gây ra, thì cái chất xơ nó sẽ giúp bảo vệ các cô bác anh chị khỏi các bệnh lý nguy hiểm khác như là rối loạn tiêu hóa, máu nhiễm mỡ, bệnh tim mạch. Vì vậy, những cái loại trái cây này nó cũng là một cái sự lựa chọn rất là phù hợp đối với các cô bác anh chị mà chúng ta đang bị đau khớp gối. Thì đó là về các loại thực phẩm mà các cô bác anh chị chúng ta nên thêm vào chế độ ăn uống để giảm cái tình trạng về đau khớp gối. Còn các cái loại thực phẩm mà chúng ta không nên ăn hay là chúng ta nên kiêng thì nó sẽ bao gồm các cái loại thực phẩm nào? Thì cái đầu tiên ở đây mà các cô bác chúng ta nên hạn chế đó chính là các cái loại thực phẩm mà chứa nhiều đường. Các cái loại thực phẩm khi mà nó chứa nhiều đường, đặc biệt đó là cái đường tinh chế, thì nó có thể kích thích giải phóng ra cái cytokine trong cơ thể của chúng ta. Và đây chính là một cái chất trung gian gây ra cái tình trạng viêm, và nó có khả năng mở rộng cái vùng tổn thương và khiến cho các cái cơn đau do thoái hóa khớp gối của chúng ta nó tái phát và nó diễn ra dai dẳng hơn. Ngoài ra thì việc mà các cô bác chúng ta tiêu thụ những cái loại thực phẩm này nó cũng sẽ làm tăng nguy cơ chúng ta bị thừa cân, béo phì, nó tạo áp lực lên cái hệ thống xương khớp của chúng ta, cản trở cái quá trình cải thiện cái bệnh lý về thoái hóa khớp gối hay là đau khớp gối. Vì vậy, mọi người hãy loại bỏ những loại thực phẩm mà chứa nhiều đường như là bánh kẹo ngọt, rồi nước ngọt này. Đấy, chúng ta loại bỏ những loại thực phẩm đấy ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày thì nó sẽ giúp cho cái bệnh thoái hóa khớp gối hay là đau khớp gối của các cô bác nó có thể giảm đi. Tiếp theo, cái loại thực phẩm số 2 cũng nên hạn chế ăn hay là kiêng ăn, đó là những thức ăn mà nó chứa nhiều dầu mỡ. Các cô bác chúng ta nên hạn chế các cái đồ ăn mà chứa nhiều dầu mỡ như là những cái đồ ăn nhanh này, những đồ ăn chiên rán ngập dầu này. Bởi vì khi mà chúng ta ăn các cái loại đồ ăn mà chứa nhiều dầu mỡ như vậy thì đây chính là một trong số những nguyên nhân trực tiếp nó gây ra tình trạng thừa cân béo phì. Mà khi mà thừa cân kéo béo phì, cân nặng của chúng ta tăng cao thì nó lại tăng cái áp lực lên cái vùng khớp gối, nó khiến cho cái tình trạng đau khớp gối của chúng ta nó tiến triển xấu hơn, làm cho chúng ta có những cơn đau nó diễn ra nặng nề hơn. Không những vậy, khi mà các cô bác chúng ta ăn nhiều các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ và chúng ta ăn thường xuyên, nó còn làm tăng nguy cơ mọi người mắc các bệnh như là bệnh gút, máu nhiễm mỡ, rồi cái bệnh về tim mạch nữa. Loại thực phẩm số 3 cũng cần hạn chế, đó chính là cái carbohydrate tinh chế. Carbohydrate tinh chế thì nó sẽ có ở trong đâu ạ? Nó có trong cơm trắng này, có trong bún trắng này, có trong bánh mì trắng này. Và trong đấy thì nó sẽ sở hữu cái lượng đường cao, nhưng mà nó lại chứa ít dưỡng chất như là chất xơ, vitamin C, kali và canxi. Vì vậy khi mà chúng ta ăn quá nhiều các loại tinh bột trắng như vậy, những cái loại thực phẩm mà Jaisalan vừa kể ra đấy, thì nó có thể là nó không đảm bảo được cái nhu cầu dinh dưỡng của các cô bác anh chị khi mà bị thoái hóa khớp gối. Và nó cũng có thể dẫn tới các cái bệnh lý như là chúng ta bị tăng đường huyết, cao huyết áp, rồi xơ vữa động mạch. Vì vậy trong mỗi cái bữa ăn, mọi người hãy ăn một cái lượng tinh bột vừa đủ nhu cầu thôi. Ví dụ như đối với những cô bác mà chúng ta ít vận động thì mỗi bữa mọi người có thể ăn tầm nâng bát cơm thôi. Còn đối với những cô bác mà chúng ta có tần suất, chúng ta làm việc lao động nặng nhọc hơn, cần tiêu tốn nhiều calo hơn thì mọi người sẽ ăn tăng thêm một chút, tùy theo từng trường hợp mà chúng ta điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Một cái loại thực phẩm thứ tư nữa mà các cô bác cũng cần phải hạn chế đó chính là các loại thịt đỏ. Thế thì các loại thịt đỏ ở đây thì nó sẽ bao gồm là các cái chế phẩm từ thịt lợn, thịt bò, thịt dê. Bởi vì chính trong các loại thịt đó thì nó chứa rất là nhiều cái purin và cái cholesterol. Và khi mà chúng ta ăn nhiều, nó có thể kích hoạt cái vùng viêm, góp phần làm trầm trọng thêm các cái cơn đau ở vùng khớp gối và làm tăng nguy cơ chúng ta gặp phải các cái biến chứng nguy hiểm khác như là chúng ta tăng nguy cơ bị bệnh gút này, làm tăng nguy cơ chúng ta bị các bệnh trên tim mạch. Do đó, mọi người hãy hạn chế tối đa các loại thịt đỏ trong chế độ ăn uống hàng ngày để có thể là hỗ trợ tối ưu cái quá trình kiểm soát cái tình trạng thoái hóa khớp gối hay là đau khớp gối của chúng ta. Và cuối cùng cái thứ năm đó là mọi người cũng không nên uống quá nhiều rượu bia. Các cô bác mà khi mà chúng ta hay bị đau khớp gối hay là thoái hóa khớp gối ấy, thì mọi người nên hạn chế tối đa các cái đồ uống mà có chứa nhiều cồn như là rượu bia. Bởi vì cồn có trong các cái loại đồ uống này, nó có thể ức chế cái khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể và nó tiêu diệt các cái tế bào khỏe mạnh của chúng ta. Khi mà mọi người uống rượu bia thường xuyên thì nó sẽ làm tăng nguy cơ chúng ta bị thoái hóa khớp gối, nó trở nặng hơn và nó kéo theo rất là nhiều các cái biến chứng khác như là chúng ta bị viêm khớp rồi bị mất xương. Tóm lại, khi mà các cô bác đang bị thoái hóa khớp gối thì chúng ta hãy chọn các cái loại thực phẩm sau đây để chúng ta ăn nhé. Đầu tiên đó là các cái loại cá béo, bao gồm là cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mòi rồi cá trích. Thứ hai đó là các cái sản phẩm từ sữa, chẳng hạn như là sữa chua không đường hay là phô mai. Thứ ba đó là các loại rau màu lá xanh đậm như là cải bó xôi, cải ngọt, cải canh rồi bông cải xanh. Thứ tư đó là củ tỏi.
Và thứ năm đó là các loại hạt như là hạt điều, óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ, hạt maca. Thứ sáu đó là các loại quả mọng như là quả dâu tây, quả nho, quả việt quất, quả cherry và các loại trái cây mà có múi như là quả cam, quả quýt, từ quả bưởi này. Song song với việc ăn các loại thực phẩm đó thì chúng ta sẽ hạn chế những loại thực phẩm sau đây. Đầu tiên đó là những thực phẩm mà chứa nhiều đường như là nước ngọt rồi các loại bánh kẹo ngọt. Thứ hai đó là thức ăn nhiều dầu mỡ, những đồ ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp chế biến sẵn rồi đồ ăn chiên ngập trong dầu. Thứ ba đó là hạn chế ăn những tinh bột tinh chế, chẳng hạn như cơm trắng, bún trắng hay là bánh mì trắng. Thứ tư đó là hạn chế ăn các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn, thịt dê. Và thứ năm đó là chúng ta sẽ không uống rượu bia. Mong rằng qua cái video ngày hôm nay thì các cô bác chúng ta đã tự lựa chọn được cho mình các loại thực phẩm phù hợp để thêm vào chế độ ăn uống. Và chúng ta sẽ biết cách là hạn chế các loại thực phẩm mà không tốt cho tình trạng bệnh, giúp cho các cô bác anh chị có thể giảm bớt được cái tình trạng đau khớp gối và hạn chế được các biến chứng nó xảy ra. Nếu như các cô bác anh chị thấy video này hữu ích, hãy giúp Dịch Sĩ Lan chia sẻ để cho nhiều người chúng ta cũng biết cách để bảo vệ cho cái hệ thống xương khớp của chúng ta chắc khỏe và hạn chế cái tình trạng về đau khớp gối nhé. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong các video tiếp theo. Dịch Sĩ Lan khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dịch Sĩ Lan ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Dịch Sĩ Lan ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các video khác của Dịch Sĩ Lan ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.